làm gì em ơi? Hôm nay mình phải đi chơi. Em thích đi đâu anh chịu nè, anh sẽ đưa em tới nơi. Chỉ cần em nói thích là được và anh sẽ cho em tự thả gà lắc lư từ nhạc em bay xa đêm nay. Hãy cho ta bay. Hãy cho ta bay, hãy cho ta bay. Feel it.
khai vì đêm biết phạm vỡ đêm nay về nhà làm gì em ơi. Hôm nay mình phải đi chơi, em thích đi đâu anh chiều nè, anh sẽ đưa em tới nơi, chỉ cần em nói thích là được và anh cho em được thả gà lắc lư thì được nhạc em bay ra đêm nay. Anh cho nó bay. When I came to Spain.